Chúng ta cùng tiếp tục tham quan triển lãm bonsai sinh vật cảnh tại thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Chúng ta cùng xem cây xanh ký đá. Đây là mặt trước của cây, còn đây là mặt sau. Đây là cây của chủ nhân Nguyễn Văn Công. Và đây là cây xanh mini tiếp theo của anh. Cây có dáng trực, rất mềm mại. Đúng chuẩn mini, cây rất là côn cây. Chì rằm rất dày, cây đã rất nhiều tuổi, thân vỏ xù xì. Thể hiện sự nhiều tuổi cây. Tiếp theo là cây mai chiếu thủy. Cây này u sần đã nổi lên ở phía gốc của cây. Cây có hai thân và dáng trực huyền. Cây này cũng đẹp lắm. Và đây là cây xanh cũng có hai thân, dáng mềm mại. Một cái chậu đá làm theo kiểu cổ. Tiếp tục chúng ta cùng đến với cây xanh huyền ký đá. Chúng ta cùng tham quan và tự mình cảm nhận. Mỗi người có một quan niệm, một cách nhìn khác nhau. Cây này là của chủ nhân Nguyễn Văn Công, câu lạc bộ cây cảnh Hoàng Long, Thanh Hóa. Chúng ta cùng xem bộ ba cây. Ba cây xanh này là của một chủ nhân người xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ba cây xanh rất là đẹp. Đây là cây trực, có một cành huyền làm điểm nhấn. Còn cây này có cành rơi, rất ấn tượng. Cây đã được chủ nhân tuốt lá, lộ rõ cái chi răm, bộ chi răm rất dày. Khi nhìn những cái cây mà tuốt lá như thế này thì ta có liên tưởng đến mùa thu vàng, mùa thu của lá bay, mùa thu mà mùa của những cây vàng lá đổ. Còn đây là cây đa, đa tài, đa lộc, đa phú quý. Si, một cây si mini cực đẹp, dáng lùn,
Cây này nhìn thực tế đẹp lắm. Cây này là chủ nhân của đào Trọng Hiếu. Đấy. Bộ gốc của cây rất đẹp. Rễ tỏa đều. Cồn cành rụt rịt. Cây này không biết bao nhiêu tuổi rồi nhưng mà da trắng mốc. Tiếp theo là cây xanh mini, dáng trực rất mềm mại. Mặc dù là dăm thì chưa được hoàn thiện nhưng mà cây này sẽ là một cây tương lai rất đẹp. Đấy. Dáng chuẩn mini. Cây rất là cồn cây. Gốc bồ ngọn chỉ. Cây tiếp theo dấu vết của thời gian, đây là cây của anh Nguyễn Văn Tô. Cây si dáng lùn. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa cây xanh mini. Cây này đang có giá là chủ nhân thì đang đòi với giá là 300 triệu và khách đã trả tới 270 triệu rồi nhưng chủ nhân nhất định là đòi 300 mới bán. Khiếp không các bạn? Đấy. Quá khủng khiếp luôn. Cây mini nhưng có tới giá tới vài trăm triệu. Chúng ta đã được chứng kiến ở video trước về triển lãm cây cảnh thị trấn Bình Đà. Đã có một cây phôi giá 120 triệu một cây phôi ở thị trấn Bình Đà, Thanh Oai, Hà Nội. Chúng ta đã xem một video trước chỉ sẽ rõ cây đó là cây phôi nhưng giá 120 triệu. Tiếp theo là cây xanh mini nữa, dáng rất mềm mại. Đây là mặt sau, không phải mặt chính của cây. Cây này có thế tam đa, tam cương ngũ thường.
ta cùng xem cây tường vi. Cây này có hai thân, một thân là trực, còn một thân kia là dáng đổ. Thân và cành của cây này rất mềm mại, dáng thế rất đẹp. Theo con mắt quan sát của tôi thì đây là một một trong những cây tường vi rất đẹp. Chúng ta cùng xem đường chuyển của mỗi cành rất mềm mại và rất tự nhiên. Tự nhiên như thể không có bàn tay của con người tác động. Cây này nếu có hoa nữa thì tuyệt vời luôn. Rất tiếc là cây này không có hoa. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa cây tường vi. Xin cảm ơn các bạn đã xem video, các bạn nhấn đăng ký ủng hộ kênh và tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn.